Xin chào quý anh chị và các bạn, mình Hùng bên vật tư phân nhân.com, một công ty chuyên cung cấp các loại vật tư cơ khí, vật tư điện. Vật tư điện thì hiện tại là phân nhân đang bán các loại dây điện, các loại công tắc tơ, các loại rơ le nhiệt, các loại đầu cốt, các loại vật tư sử dụng trong cái ngành điện, thậm chí cả máng cốt, máng cáp và thân cáp anh chị các bạn. Thì vật tư điện thì hiện tại là phân nhân đã bán điện dân dụng và điện công nghiệp. Chúng tôi bán điện công nghiệp thì cung cấp rất nhiều nhãn hiệu ra thị trường cho các công ty, các xí nghiệp, các nhà máy. Ví dụ như điện tự động hóa thì chúng tôi bán những nhãn hiệu Mitsubishi này, LS này, Schneider này, ABB này. Rồi chúng tôi có bán Techco, Taian, những nhãn hiệu đó, LS, Techco, Taian, Siling. Đó anh chị các bạn. Thì cái loại hàng, những cái loại hàng, những cái nhãn hiệu hàng thì nó có một số ưu điểm, nhược điểm vượt trội. Cái hàng của Nhật thì có một số đối tượng của khách hàng Nhật tin dùng. Cái hàng của Nhật thì nó có phân giá khác, và cái hàng của Hàn Quốc thì có một số khách hàng nước Hàn Quốc tin dùng, và một số hàng Đài Loan Trung Quốc thì có một số các công ty Đài Loan Trung Quốc tin dùng. Nôm na là cũng tùy theo đối tượng khách hàng và cũng tùy theo cái sự cảm nhận của khách hàng. Khi người ta sử dụng hàng và người ta chấp nhận trả tiền thì người ta chọn nhãn hiệu mua. Nên đâm ra thị trường Việt Nam thì có rất nhiều nhãn hiệu vật tư điện, vật tư đóng ngắt. Nhưng mà mình chung quy là có một số cái nhãn hiệu mà nổi tiếng, đó là Mitsubishi, Schneider, ABB, LS, Techco, Taian, Ching, Siling. Đó, những nhãn hiệu đó thì hầu như là công ty phân nhân đang bán hết anh chị các bạn. Anh chị các bạn có nhu cầu những nhãn hiệu đó thì liên hệ với công ty phân nhân. Hôm nay Hùng xin review với anh chị và các bạn một cái nhãn hiệu hàng và cái hình thức cũng giống như một cái bên ngoài, vỏ hộp bên ngoài để anh chị các bạn làm quen. Biết đó là nhãn hiệu điện, thiết bị điện nhưng mà nhãn hiệu Ching anh chị các bạn. Nhãn hiệu Ching nha. Ching. Đây là một cái nhãn hiệu được sản xuất tại Trung Quốc. Một công ty nó sản xuất tại Trung Quốc và có những cái nó có những cái tiêu chuẩn anh chị các bạn, tiêu chuẩn trên vỏ hộp và được công nhận về chất lượng, nên đâm ra là trên vỏ hộp nó có rất nhiều cái chứng nhận anh chị các bạn. Đó. Thì cái loại hiệu Ching này á, mình bán cũng được một số năm gần đây, 3-4 năm gần đây khi mà nó giao du vào thị trường Việt Nam. Thì cái loại hàng này thì mình bán cho một số công ty nhà máy Trung Quốc là nhiều, Đài Loan Trung Quốc là nhiều. Và một số các khách hàng công ty Hàn Quốc đã bắt đầu chuyển qua Ching xài rồi. Nên đâm ra là cái hàng này mình nghĩ rằng là nó cũng được đánh giá từ bên ngoài á, từ nước ngoài vào Việt Nam thì nó được đánh giá là một cái sản phẩm có chất lượng, mà giá thành nó cũng ở mức độ là chấp nhận được và sử dụng. Đặc biệt là cái hàng này nó là một cái loại hàng nó vào thị trường Việt Nam nhưng mà cái lượng hàng hóa nó không hề thiếu, anh chị các bạn yên tâm khi có nhu cầu hỏi hàng và mua hàng. Thì khi anh chị các bạn có nhu cầu hỏi hàng cũng hàng thì anh chị các bạn cho chúng tôi model của hàng hóa Ching này anh chị các bạn nhé. Thì mẫu cái loại hàng hóa thì nó có model nên đâm ra là cái model của nó hoặc là cái loại hàng của nó anh chị các bạn cho chúng tôi cái quy cấp rõ ràng cụ thể thì chúng tôi sẽ xét model của hàng hóa đó và báo giá cho anh chị và các bạn. Cái hàng Ching này nó cũng giống như những cái hàng LS hoặc là Siling hoặc Techco, Taian hoặc là Mitsubishi. Nhưng mà nó chỉ khác hiệu thôi và nó có thể thay thế được anh chị các bạn. Thì hiện tại là phân nhân đang bán cái hàng này với các chủng loại hàng hóa như là CB contactor, nên mình tháo vỏ hộp ra anh chị các bạn. CB contactor, rơ le và những cái vật tư mà mang nhãn hiệu Ching. Đây anh chị và các bạn, mình mở hộp ra cho anh chị các bạn thấy luôn. Đây là trên cái thân của contactor này nó có một số cái những cái thông tin nó nằm ở đây và những cái bát xịt đồ lung tung, tất cả những cái nó nằm ở đây hết. Đó. Thì cái hàng này hiện tại là phân nhân đang có bán các hệ như là contactor, rồi CB, rồi rơ le, rồi các loại vật tư khác
cái quy cách của nó thì rất nhiều, nó nằm ở ở ở một cái file bảng giá. Đâm ra là mình review các clip mà mình sẽ giới hạn ở mức độ nhãn hiệu để anh chị các bạn hiểu được là Phan Nhân có bán loại hàng chinh để mà mình hỏi hàng. Rồi cái còn lại thì chúng tôi sẽ gửi cái báo giá cụ thể cho từng loại model mà anh chị các bạn có nhu cầu sử dụng. Rất mong quý anh chị và các bạn tin tưởng và ủng hộ Phan Nhân. Anh chị các bạn có thể đăng ký kênh hoặc là liên hệ số điện thoại 0915 886 916. Đây cũng là số Zalo, anh chị các bạn cứ gửi thông tin qua Zalo, chúng tôi sẽ nhận thông tin và báo giá ngay. Đồng thời những cái hàng nào có sẵn nếu mà chốt sale, công ty chúng tôi sẽ ship hàng trong ngày cho anh chị các bạn. Phan Nhân hầu như là bán hàng cho 61 tỉnh thành trên cả nước, nào như chúng tôi bán rất nhiều rồi, nên đâm ra là hàng hóa gửi đi liên tục thường xuyên. Anh chị và các bạn yên tâm khi khi vật tư cơ khí mà nó online thì Phan Nhân cũng làm được cái vấn đề online, đáp ứng một cái nhu cầu cho quý khách hàng. Rất mong quý khách hàng có nhu cầu liên hệ hỏi giá ủng hộ. Kính chúc quý anh chị và các bạn sức khỏe, gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.